Mỗi năm, khi tiết trời Hàn Quốc chuyển thu, lá vàng nhuộm thấm mọi nẻo đường, báo hiệu giai đoạn cuối năm bắt đầu, cũng là lúc tâm tư người Việt Nam xa xứ lại ngổn ngang bao nỗi niềm. Vì đây là giai đoạn mọi người dốc tâm lực để chạy đua cho những áp lực năm hết Tết đến, xen lẫn với những nỗi niềm đau đớn, thẳm sâu bởi sự nhớ người thân, nhớ ngôi nhà với những buổi hoàng hôn khói lam nơi quê nhà Việt Nam. Hiểu được tâm sự đó của đồng hương, ban ái hữu hộ tự chùa Liên Hoa, thành phố An San đã tổ chức những ngày hội mùa thu với mục đích tạo ra một sân chơi lành mạnh với những hoạt động văn hóa và thương mại mang đậm màu sắc và không khí của Việt Nam được thể hiện trên đất nước Hàn Quốc, nhằm chào đón đông đảo bà con Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc trở về sinh hoạt, vui cười ấm áp bên nhau trong tình đồng hương, nghĩa đồng bào nồng ấm. Như mong mỏi của mọi người, chương trình ngày hội mùa thu đã, đang và sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm. Và ngày hội mùa thu năm nay được tổ chức vào hai ngày 16-17 tháng 11 năm 2024 tại quảng trường Oito thuộc quận Si-hưng, thành phố An San, Hàn Quốc. Qua hai ngày 16-17 tháng 11 vừa rồi, đã thu hút đông đảo các anh chị em người Việt từ khắp nơi trên xứ Hàn trở về trải hội. Ngoài ra, còn có sự hưởng ứng tham gia của các bạn hữu người Hàn với nhiều gian hàng thương mại, những tiết mục nghệ thuật tiêu biểu của dân tộc xứ Kim Chi. Và thật xúc động khi ngày hội mùa thu 2024 được chào đón các nghệ sĩ hàng đầu từ Việt Nam sang như ca sĩ Lâm Hùng, ca sĩ Dương Hồng Loan, Quái Kiệt Su Su, nghệ sĩ La Thoại Phi, ca sĩ Ti Phong, ca sĩ Lâm Hiếu Ngọc, MC Ngọc Hoa, cặp đôi Thương Ngọc, Quách Tấn An. Cùng với sự tham gia hết sức quý báu của các ca nghệ sĩ đang sinh sống tại Hàn như ca sĩ Thiên Trường, nghệ sĩ Mỹ Phương, nghệ sĩ Thanh Hải, nhóm múa Hoa Sen, nhóm múa Liên Hoa. Ngày hội mùa thu càng rộn ràng vui tươi khi có trò chơi dân gian nổi tiếng của Việt Nam là Loto sẽ được các nghệ sĩ thuộc đoàn Loto Hương Nam thể hiện. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thương mại diễn ra tưng bừng trong suốt 2 ngày 16-17 tháng 11 năm 2024, ban tổ chức còn chu đáo dành 300 phần quà cho các cháu thiếu nhi được sinh ra và lớn lên bởi sự kết tinh của tình hữu nghị tuyệt vời hai dân tộc Hàn Việt. Bên cạnh đó, còn có 100 phần quà dành cho các bà mẹ Việt sang thăm thân. Ban tổ chức xin trân trọng cúi đầu tán thán công đức của quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự những ngày hội này, đặc biệt là tấm lòng của các đơn vị mạnh thường quân đồng hành tài trợ tài lực cho những ngày hội mùa thu được thập toàn viên mãn. Như sự tài trợ của chị Hoàng Thi, công ty bảo hiểm Hyundai Hàn Quốc, tiệm điện thoại Bích Thơm, công ty âm thanh ánh sáng Tình Quê, chị Mỹ Hà, công ty bảo hiểm Samsung, chị Châu Sương, hộ lý thông dịch viên bệnh viện Central Pyeongwon, anh Đỗ Đức Cương, chị My, câu lạc bộ Pizza Win, chị Diên An, công ty thực phẩm chức năng Resort, anh chị Kiên Hiền, công ty thực phẩm chức năng xăm nấm Korea, chị Phương Dung, công ty xuất nhập khẩu thực phẩm Việt Nam Hoa Mai. Điều đáng nói ở đây, để có được hai ngày vui trọn vẹn cho bà con là sự chung tay góp sức công quả của hàng trăm Phật tử, mỗi người mỗi việc, tất bật ngày đêm với những công việc có tên có và có cả những công việc không tên cũng có. Và dụng ý cuối cùng và quan trọng nhất khi chúng tôi thực hiện clip phóng sự ngắn này là tán thán công đức của cả tập thể. Trong đó, sự đóng góp công sức của hàng trăm quý Phật tử công quả của chùa Liên Hoa. Thành công của ngày hội mùa thu lần này là thành công của tập thể. Âm vang những niềm vui từ những lời khen ngợi, từ những hạnh phúc của bà con được thụ hưởng thành quả lao động của tập thể Phật tử công quả chùa Liên Hoa. Để từ đây, chúng ta cùng hướng niềm hy vọng vào ngày hội mùa thu năm sau sẽ rực rỡ, thành công hơn nữa. Bạn có tưởng tượng được không về niềm vui sướng của chúng tôi như thế nào khi nghe các bạn chia sẻ chân thành rằng tôi yêu ngày hội mùa thu?